It's my fault that you follow me. Hello anh em. Ai gì ba. Fighting. I'm no longer alone. And I'm feeling the emotions running down. Không hề cố ý đâu anh em ơi, tự nhiên nó thế à? Tự nhiên nó thành thế này à? Just to save you, I give you all of me. It's my fault that you're frozen me. Just to save you, I Căng phết anh em ơi, trận này kiểu gì ấy nhỉ? Nắp chín rồng. Trận này thọt tiền quá, chắc là mình sẽ tiết kiệm một tí nhá. Tiết kiệm một chút nha anh em, nghèo quá thôi. Mà mình không bán được con gì đi cơ. Mấy con này chả con nào bán được đi cả. Save you, I give you all of me. 1, 2, 3, 4, 5. 5 vàng. Cầm cho vui thôi chứ là mình cũng chả cần mấy con này. Con này đừng đừng mua đi. Just to save you, I give you all of me. Đỏ quá anh em ơi, ra hai con rồng hai con nắc. May mà nó chưa ra rồng hai con nắc hai gì đấy đấy. Just to save you, I give you all of me. Bây giờ thì gần như là mình chắc chắn có rồng hai nắc hai rồi. Thì cũng có khá nhiều lựa chọn để chơi anh em ơi, nhưng mà khả năng là sẽ đánh à cái gì đấy à? Bán thần này về đi. I'm done fighting. 30 vàng mình phải tích hai trận nữa. Cứ để bốn tướng đánh được không nhỉ? Sợ bốn tướng hơi yếu nhưng bây giờ có thêm cái thương hay cái đồ mana gì nhiều đồ mana tí thì ok, chứ không để bốn tướng này chắc mình nghĩ chắc cũng chưa thắng được, chưa chắc thắng được. Đồ kiểu gì nhỉ? Tướng một đằng đồ một nẻo anh em ơi. I'm done fighting. I can't do this no more. I'm just fighting. No, I feel anymore. I feel emotions. Lố nắp. Nắp xuống nó chém chém anh em ơi. Thắng mình bán con này, thua mình bán này nhá. Trông mẹ thua nhỉ. Rồng mình mà thổi được đẹp là cũng chưa chắc đã thua này. Khá đẹp anh em ơi, khá đẹp đấy. Chưa chắc đã thua được. Con nắc cót của mình nó đồ khá là xịn. Đồ mình cho nó hút máu rồi các thứ mà. Chưa chắc đã thua đâu. Hay quá anh em ơi. Quá kinh hiến.
Rất thống khổ đi anh em ơi. Trông có vẻ mấy bạn đánh cung. Cho ba đồ luôn. Ui, tí thổi được con floor này ngon. Đấy, thổi được thêm con floor nữa mày ngon. Floor đi vào muộn lắm. Anh rock 2 hơi sớm nhỉ, chứ chắc anh rock mà thôi kệ lên được. Đồ cho ấy đi. Một bạn để thương ở đâu đó mà. Thương kia chắc bắt là Arduino này mình. Hai dòng thổi đẹp này. Hồi máu lại được anh em ơi. Không hồi được. Nằm hoài. Kết. Ok, ngắt chuỗi. Vẫn cần đồ anh em ơi, chúng ta đồ đang rất là xấu ấy. Được cái trận này cũng có nhiều cung này, một cung này, hai cung này. Không, bạn này chắc này không phải cung đâu, nhưng mà bạn này thú. Bạn này chọn đánh thú cầm máu rồi, chắc bạn này có sách thánh. Khá nhiều cung quá chứ. Mình có giác thống khổ này nó cũng sẽ đỡ đỡ một tí anh em ơi. Bây giờ đang phân vân là sẽ đánh đánh hắc ám gì thôi. Con này đi, lao ulti nhiều lần, câm lặng tốt hơn. Một con rồi này. Kel'Thas à? Kel'Thas cũng hơi cần đấy. Không cần lắm nhỉ. Bây giờ mình sẽ để đồ cho Nakazot nhé. Nakazot cầm cái câm lặng này à. Hợp lý lắm nhỉ. Cho Nakazot cầm này đi. Đó, cho Nak 3 đồ nhé. Sẽ một thương bắt đáy bên kia thôi anh em ơi. Thì mình sẽ để con dầu mình đọc đáy bên này. Để này một lúc nữa xem sao nhé. Trận này chắc cũng chỉ Nak 2 với dòng 2 thôi anh em ơi. Không đòi hỏi hơn được. Ra phải dòng người đẹp này. Ui, floor. Floor làm việc tốt quá anh em ơi. Ghét floor ấy nhỉ. Dở thật rồi anh em ơi, dở thật rồi. Trời ơi, chúng ta phải làm gì bây giờ?
16 con voi. Tôi phải làm sao đây các bạn ơi, chắc phải chờ mana thêm một vòng nữa. Hay làm thế nào bây giờ? Hay là phải làm thế nào bây giờ anh em ơi? Được cái con là có Nakoth 2 sớm, trận này mình có tướng đẹp, tướng khá đẹp. Trợ thủ không nhỉ? Một tí trợ thủ không nhỉ anh em nhỉ? Done fighting. Trận này khi mình phát 9 luôn được anh em ơi. Phát 9 đi xong rồi chơi bằng thên, chơi bằng con cát đi. Đang là vậy đi. Mình chơi trợ thủ. Nhưng trận này cũng hơi nhiều voi, cũng đang hơi muốn đánh voi nhỉ. Thì mình sẽ cầm máu trợ thủ nhá. Trợ thủ. Cái trận này không có mana này thì đây hai thương à. Con teo này ulti bên góc này anh em ơi. Giờ rồi. Ulti. Ok này, đặt cót hai ok quá. Đồ dị quá anh em ơi. Cho mình quả đồ dị quá. Nãy là nãy không nên bán con kia. Con trên ma lốc này. Giờ sao đang thú à? Nghe nó cứ không ổn kiểu gì nhỉ. Nguyên tố đủ bộ này. Nguyên tố đi. À, cung này muốn lấy này. Cung này về nữa nhé. Mình sẽ dùng nguyên tố cầm máu nhá. À, con rồng kia bên kia thổi điên hết. Là con ulti phát này em. Cầm lặng gì lâu dữ vậy. Là con ulti phát. Rồi rồng thổi trượt. Sao? Bán thần chắc bỏ à? Bỏ bán thần hơi ít đam nhỉ? Sao? Không bỏ bán thần thì lấy đâu ra tướng mà đánh anh em? Lấy đâu ra tường, lấy đâu ra các thứ mà đánh. Trợ thủ ngon hơn nhở, lấy ra không có con voi thì lấy con trợ thủ ngon hơn, mình lại bán sư con trợ thủ kia thôi. Không sao, không sao, không sao. I'm done fighting. Dòng thổi lâu quá. Bỏ bán thân đi, dòng thổi lâu quá anh em ơi. Mà lên lên cấp nữa cho mình trên thượng thủ vào chứ. Thêm nguyên. À đây có thương rồi, có cái thương. Thôi thêm trận thủ nhá, mình nghĩ không thêm nguyên tố đâu. Và cái thương này nó sẽ để ở đây đi. Con Sphera này ở lại đi. Thôi bỏ thú nhá. Mà con rồng mình nó không có đồ này. Rồng mình cần phải có đồ cơ. Bình thường 3 phát. 4 phát cơ. Lâu quá. Phát thì hơi lâu anh em ơi. Công ty một phát Nakoth. Ngọc Đại Pháp Sư. Ngọc Đại Pháp Sư cần hơn anh em ơi. Sao lấy tạm này cũng được, đánh thường một phát vậy. Chứ biết làm nào rồi anh em. Biết làm thế nào bây giờ. Cuộc đời nó đã đưa đẩy mình đến cái chỗ này rồi.
bỏ nhá, bỏ 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 bỏ, không ma tộc ma tiếc gì hết anh em ơi, ta đã phải lên 9 luôn. Trên đường đi chúng ta tìm được con gì, chúng ta tìm na có chui được này, hai thương bắt góc này chúng ta phải để con này ở đây thôi. Nhưng không ai bắt thương bên kia không, không ai bắt thương bên ngược lại không, nhìn chung vẫn chơi được, vẫn chơi được sơ sơ anh em ơi. Lên 9 phát rồi mình sẽ có thêm thêm các thứ đồ nữa, xong rồi lúc đấy sẽ có vòng 20-21 lấy thêm tí mana nữa cho thêm với cho Voncat chơi cũng được. Hàn hiếm mana quá, gotta get straight, you get all of me. Thổi giữa đẹp hơn anh, mà chúng ta cũng phải thổi giữa nhé. It's no time that you follow me, I'ma get you, I get all of me. Ai thương à? Chắc này hiện thổi chéo đẹp hơn, nhưng mà thôi không sao, chơi được. Là có ulti được phát nữa không? Ok quá này, hai phát ulti thế là quá ok rồi em ơi. Đồng thổi được một phát này, ok quá nhỉ. Thứ mỹ mãn trong mơ vậy, mỹ mãn như trong mơ vậy. Là có phải ulti gánh phết đấy. Có 2 phát, 9 phát, 9 vội lắm, vội lắm anh em ơi, vội lắm. Baby, I need you get all of me. Bán thần cũng cho vào được nhỉ? Thêm con Noman hơn anh em. Biết đâu nó Noman nào hay. Một cát à? Dòng thổi phát câm lặng anh em ơi. Thổi phát câm lặng một cát được. Một cát câm lặng ở đây bây giờ di sát thương người nó được. Ulti rồi, xong rồi con cát phân hết rồi, làm bố rồi, làm gì được. Hai vòng nữa mình lên nhé, hai vòng nữa mình sẽ lên 9 nhé, lên 9 mình sẽ chẳng thêm một con Numan hoặc phù thủy đấy nào. Man ngon bằng phù thủy hơn. Ta cần thêm mana anh em ơi. Cần thêm đồ cho con rồng nó ulti luôn này. Cần thêm đồ tí đồ cho Nakot nữa, Nakot ulti được sớm sẽ ok hơn. Cần sách thánh nhập phong cát. Cần đồ thêm, nếu mà có thêm. Tại vì hai cái đồ thủ này mình ném cho thêm khá là ok. Thêm cho vào được. Phát này là 14 vàng, 14 phát là 16 vàng, 16 vàng cộng với cả đám kia mình cần là 28 vàng, sẽ bị tọt mất khoảng mười mấy vàng. Tọt mất mười mấy vàng không sao, gỡ một vòng là được, 45 máu. Chắc chưa thua được đâu anh em ơi, nhưng mà không có đồ mana rồi. Nhất quyết không có đồ mana cho mình rồi anh em ơi. Giờ ơi. Nhất quyết không có đồ mana cho mình. Fuck. Shall I compare thee to a summer's day? Fuck, fuck, fuck. Tới này nhá. Shall I compare? Life is all just a moment. Hên bổ à? Dòng từ truy hồn được anh em ơi.
Có truy hồn là sống được đấy. Có truy hồn là cũng sống được đấy. Back in your street, I give you all of me. Bắt đầu với bạn cùng này gì đấy? Theo ba văn heo ba. Chơi điều gì vậy giờ? Cho con rồng cầm cái đấy tiếp anh em ơi, không sợ đâu. Ma sẽ cho con cót cầm đồ đi. Rồng cầm một đồ thủ đi. Rồng cầm một đồ thủ đi em. Nakot, mình đang cho Nakot cầm cái gì ấy nhở? Thôi, tạm thời đồ này tiếp nhé. Đồ này tiếp đã nhá, anh em nhé, mình chưa đã, mình chưa loát ra tình hình nữa. Nakot ulti được một phát. Ok, phải dính truy hồn rồi. Rồi, ok. Này đi. 7 máu. Đi. Mới sợ bạn con cát 2 đấy, bởi vì mình chắc giết được. Bây giờ mình có thể. Hình như là nếu mà mình từ từ nhá. Mình không biết quả này mình có sai, mình sẽ test thử một lần thôi nhá. Là mình sẽ để Nakot 2 đồ. Cây cho con này luôn. Con này cầm cái này đi. Và con rồng đứng cạnh nó chỉ cầm một cái kia thôi. Ok không? Và nó sẽ đánh thường một phát. Mình nghĩ là một phát, theo mình tính là một phát. Sát thủ Nakot à? Leon. Sát thủ con cát không được anh em ơi. Sát thủ con cát đấy đáng sợ. Để thế này một chút đấy. Đây, theo mình tính thì như thế này. Con rồng phải đánh thường một phát thôi đúng không? À dòng 1. Hai phát đánh thưởng cơ anh em ơi. Hai phát đánh thưởng hơi lâu. Một phát đánh thưởng thôi thì còn ngon. Con cát nhảy được. Không được anh em ơi. Hai phát đánh thưởng hơi lâu. Một phát đánh thưởng thôi thì được. Trần đánh tú này thắng mình không? Trần đánh tú thì thua mình này. Thế thôi đổi lại đồ một chút nhé. Một phát anh thường cát cầm đồ. Ai ship bác tạm sang nhau này nhé. Mình ném cho ai em? Còn von cát này nó sẽ nhảy xuống sát thủ này, nó đứng cạnh đây. Ok, rồng thổi này. Nakot ulti rồng thổi, ok, dính truy hồn cả lũ rồi. Nhưng mà không có truy hồn để giết con cát này. Bây giờ nhỉ. Ulti một phát. Ngon quá vẫn chết. Bạn này chưa đi à? Chưa ai chịu đi anh em ơi. Bạn này đánh nhau ác liệt quá. Ác liệt quá. Mình sẽ để con cát ở lại không? Con cát ở lại không? Iraq đến rồi này, Thên đến rồi này. Baby you treat and give you all of me. Chị đeo Thên bay nhá. Iraq, Thên bay, Iraq ở lại, con cát ở đây. Mình nghĩ là có sẽ có thêm một đồ gì đấy. Giữ con, vẫn giữ con kia lại nhé. Rồng 2 này. Phần lên 2 đâu. Giữ con Lily lại nhé, để phòng nếu mà thêm một sót tướng mình cho thì... À, kia đi rồi. Mình gặp một bạn thôi. Bạn này không có thương. Bạn này không có thương. Được. Bạn này chưa có phong cát đúng không? Chưa có phong cát. Thế mình thổi đẹp là được anh em ơi. Chỉ cần thổi đẹp thôi. Có thêm nữa, mình nhà mình counter nhà cung này luôn này. Thêm 2 đồ này là khá tín rồi này. Thêm 3 đồ thì... À thôi không được. Gì đây? Thêm sót tướng luôn anh em ơi.
Baby, you street, I give you all of me. Còn này không cần đi hai đâu. Bế con teo. Rồng thổi góc này. Rồng thổi giữa thì đem ngon hơn. Thế thôi nhỉ? Thế thôi nhỉ anh em nhỉ? Còn gì để mà thắc mắc không? Em còn thắc mắc điều gì không? Bắt teo rồng thổi góc kia, dính hai con kia. Cho rồng ngọc đại đi anh em ơi. Đến lúc này cho rồng ngọc đại rồi. Cho rồng ngọc đại thôi anh em ơi. Còn Nakot sẽ phải nhường đồ này đi. Cứ để cho Nakot đồ cũng được. Nakot đồ cũng được. Thêm ngọc đại không? Thêm ngọc đại nữa cho Nakot xuống công ty luôn. Thế này cũng được. Cũng khác gì nhỉ? Này ngon hơn. Còn cát 2 được kết thúc rồi anh em. Nhìn này trận được kết thúc rồi. Không cách nào. Ở đây không thay đổi gì à? Theo bắn ngang, theo bắn ngang dưới này đúng không? Không khác gì. Ờ không khác gì. Theo bắn ulti ngang lên bên kia. Rồng thổi luôn. Nakot xuống kia đẹp. Để chờ bọn này chết thôi. Bọn này chào cách nào chạy mình ý. Để mình còn trò gì mình nghịch nữa nhỉ. Theo của đấy lấy mình thêm lấy thêm một cái lệnh bài nữa cũng được này. Búp thêm mana. Ừ. Theo của đấy lấy cái lệnh bài là con Nakot mình ulti được luôn. Đúng không? Một lệnh bài, một cọc đại. Con rồng cầm một cái lệnh bài nữa, hai lệnh bài là con Nakot ulti được luôn mà. Trời ơi, dùng cái đầu đi. Dùng cái đầu đi. Dùng cái đầu đi. Trời ơi, rốt quá. Chắc bạn này chạy gì nhá? Chắc bạn ấy chạy teo sang góc bên kia thôi. Nhưng mà à, chạy cái này à? Đi sang một góc đi. Cắt mình chơi góc đấy được anh em. À, thêm mình chơi góc đấy được. Không có gì. Teo vào góc à? Teo vào góc thì hơi xa. Hơi sợ đấy, cũng hơi sợ đấy. Mà nhà mình cũng hơi counter nhà này quá, nhà mình có Thên rồi, Thên Noman mà anh em. Nó bị hơi counter nhà này quá. Thên bổ một phát mình ngất. Không biết được. Cung gặp trợ thủ đúng khó. Cung gặp trợ thủ em phải có cái gì một phát. Nó kiểu như rồng hay là Nakot thì nó sẽ ulti một phát xong rồi nó dính truy hồn cả lũ ấy thì trợ thủ sẽ chết được đúng không? Nhưng mà cung gặp trợ thủ nó bắn từng con một làm sao bắn được. Cung gặp trợ thủ đúng gặp bố. Nếu vậy thôi với mình đến đây cũng kết thúc rồi. Nếu mà anh em thích cái clip trên thì hãy like, subscribe và comment xuống phía dưới những góp ý bạn có thể giúp mình phát triển kênh nhé. Ok, bye bye.